Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình phát thanh hôm nay thứ ba ngày 12 tháng 11 năm 2019 của Đài Truyền thanh Quyền Đình Quán với những nội dung chính như sau. Tiếp tục có hoạt động tiếp xúc cử tri của đại biểu Hội đồng nhân dân ba cấp trước kỳ họp cuối năm. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc với người dân ấp 7 xã Thanh Sơn. Nhiều ấp trong huyện đồng loạt tổ chức kỷ niệm ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. Trao nhà nhân ái tại xã Phú Hòa. Cuối chương trình thời sự hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi bài viết sắp diễn ra Ngày An toàn Thông tin Việt Nam. Sau đây là nội dung chi tiết. Anh ba nè, dạo này làm ăn dữ dội vậy mà sao mặt mày rầu rĩ dữ vậy anh ba? Tại anh chưa có tìm được chiếc xe nào vừa phù hợp với túi tiền lại vừa sang trọng tiện nghi, thích hợp với mấy chuyến đi xa vậy à? Trời, tưởng chuyện gì, để bảy nói cho mà nghe. Hyundai Ngọc Phát đang có chương trình chào mừng hành trình 10 năm đồng hành cùng Hyundai, nên khuyến mãi cực hấp dẫn luôn anh. Tổng giá trị khuyến mãi lên đến 60 triệu đồng. Khi mua xe Hyundai Santa Fe hoặc Tucson, tặng ngay iPhone 11 Pro Max và một gói phụ kiện cao cấp, mà còn nhận được xe ngay nữa chứ. Gia đình em cũng vừa mới lấy một chiếc Santa Fe đó anh. Wow, thật vậy luôn hả Bảy? Dạ. Nghe hấp dẫn như vậy ta. Dạ. Đâu, chú cho anh số hotline của Hyundai Ngọc Phát luôn đi. Dạ, đây, anh cứ gọi hotline 0908 972299. Nhân viên tư vấn nhiệt tình lắm nha anh. Mà anh nhớ là thời gian khuyến mãi chỉ kéo dài trong tháng này thôi nha anh ba. Anh gọi liền 0908 972299 đúng không? Dạ. Mua xe Hyundai Santa Fe hoặc Tucson tặng ngay iPhone 11 Pro Max và gói phụ kiện cao cấp. Dạ. Cảm ơn Bảy nha. Để biết thêm thông tin chi tiết, có thể truy cập website hyundaingocphat.com. Hyundai Ngọc Phát, sự tận tâm nuôi dưỡng mối quan hệ bền vững. Thông báo tuyển dụng công ty trách nhiệm hữu hạn giày Hà Gia Đình Quán là thành viên của công ty cổ phần công nghiệp Đông Hưng, chuyên sản xuất phân phối giày dép xuất khẩu ra thị trường nội địa. Hiện nay chúng tôi đang tuyển dụng 300 lao động phổ thông đến đào tạo tại tổng công ty ở Bình Dương trong 2 tháng. Sau thời gian đào tạo sẽ quay về làm việc tại công ty trách nhiệm hữu hạn giày. Radio AD, thông điệp từ âm thanh. Hotline 0989 612 668.